tôi mua nước mắm à? Không được tiền. Quay đây. Này em. Tí anh định ăn cái gì? Hả? Tí anh định ăn cái gì? Mua nước mắm. Mà anh cần gì nước mắm vậy? Không có đủ chả đâu, cái mẹ thì rồi. Chuyện. Chốc để mua nước mắm nha, chốc đừng chấm nha. Nha nữa. Có ai chụp phút chưa? Chụp phút luôn.